Và bên trong thì cô chú mình xem ha, phía bên tay trái của em đây, em đi thẳng vô trong đây là cái khu trại cũ. Ngày xưa thì mới vừa bắt đầu chăn nuôi heo rừng thì cái khu trại này là đầu tiên, và những cái video đầu tiên thì em cũng thực hiện ở đây để cho cô chú mình xem. Vào cái chuồng đầu tiên có một cái con heo này, chắc nó cũng mang bầu này. Nó nằm đó ha. Và qua bên đây, chuồng kế bên, chuồng kế bên này. Ở cái khu này là để dành nuôi heo heo rừng Việt nha cô chú, heo rừng của Việt Nam mình đó. Cô chú nhìn thấy ha, cái phần mỏ nó kìa, nó sẽ ngắn ngắn hơn, nó không giống như heo rừng lai Thái nha. Thái thì cái phần mỏ nó sẽ dài hơn và nó cũng sẽ dài đòn hơn tí xíu, còn heo Việt mình thì nó sẽ nhỏ con hơn. Cái đây là cũng khoảng 20 con đó cô chú, nó cũng lớn rồi ha. Cái chuồng này là để nhốt heo con. Bên đây, bên thì con heo rừng mẹ nó cũng mang bầu rồi. Bên đây cô chú mình thấy cũng ba con, nó cũng mang bầu. Toàn bộ cái khu vực này luôn, trại cũ này là heo rừng Việt của mình, nó nằm ở đây. Và kể cả phía sau nữa cô chú, để em đi vào phía bên trong nè. Phía bên trong này thì cô chú mình xem nè, những cái con heo bụng nó xà xà hết rồi. Có một con trưởng đoàn nó nằm ngoài đó coi, con heo già luôn á, heo nọc. Còn bên đây thì cô chú mình xem nè, nó đang gặm cỏ rồi nè. Những cái con này thì bụng nó xà hết rồi, toàn bộ là nó mang bầu hết rồi cô chú. Hiện tại ở đây thì nó có khoảng là 9 con nó đã sinh sản rồi. Đây, những cái máng của lúc mà mình mới nuôi nè cô chú, những cái máng này là nuôi heo heo bố mẹ không à, thì sẽ chia ra những cái ô như vậy để cho nó không có dành tán mỏ qua lại với nhau được á. Mình xây như vậy. Còn những cái thùng này nè cô chú, những cái phi này thì để chứa men vi sinh nè, rồi mật rỉ đường, rồi cả ba cái sắt mì sắt đậu mình ủ cho heo nó ăn. Còn cái đó là cái bụi chè khổng lồ, thì lúc trước là em có cho cô chú mình xếp, lúc đó mới trồng nó được 2 tấc. Và bây giờ vô trong nè, vô trong cái khu trại mới đây. Nói mới thôi nhưng nó cũng cả một năm mấy rồi cô chú. Và đây là cái hồ để mà chứa vôi, để mà cô chú mình đi vào mình dậm chân vào để mà mình sát khuẩn. Rất là nhiều thuốc để mà heo nó sinh ra đó, đúng ngày đúng tháng thì bắt đầu là mình sẽ tiêm ngừa cho nó. Nó sẽ có những cái mũi tiêm ngừa. Ở đây là cái khu đi ra phía sau nè. Đó cô chú mình thấy nè, sắt mì, sắt đậu để đây. Rồi mình dội nước cho nó ướt, nước nó chảy xuống đây. Cái khu trại cũ thì có cái bức tường rào, và nhìn ở dưới đây thì cô chú mình sẽ thấy thiết kế khác nha. Lúc trước thì nó là một khu liên thông với nhau luôn. Và bây giờ thì sẽ ngăn cách cái rào lại rồi, chia ra làm nhiều khu. Ở khu này là heo heo con mới vừa tách mẹ, khu bên kia thì heo bố mẹ. Khu dưới nữa thì thứ nhất là để cho mình kiểm soát được là heo lên giống, rồi mình kiểm soát luôn kể cả cái phần mà trùng huyết. Và còn đây là cái bồn để trộn thức ăn nè cô chú. Và đây là cái vòi để xả thức ăn xuống. Thì khi mà cô chú mình đổ sắt mì sắt đậu vào đây và kể cả thức ăn nó hỗn hợp ha, cám bắp nữa, thì cô chú mình sẽ quay nó, cái bánh xoay thì nó sẽ đảo lên như vậy đó. Và ở ngoài này thì sẽ có một cái trục quay, cái tay quay như là những cái giếng nước cổ của Việt Nam mình hồi xưa đó. Hồi xưa thì nhà em cũng có xài cái này này, chứ đâu có máy bơm đâu, tại vì hồi xưa nó còn rất là khổ luôn, rất là khó khăn. Và đây là những cái thùng bê để mà lấy thức ăn, thì sau khi mà mình quậy đều rồi thì mình sẽ sử dụng cái van này, nó câu thẳng vô cái đít bồn mà mình xả xuống cái này, xả vô thùng mà mình chia ra. Cái con này là heo tơ này các bạn, nó mới sinh lứa đầu tiên. Ở đây cái bầy này nó sinh là 2 con 4 con 6 con 9 con ha. Cô chú mình xem là thấy là 9 con heo nó đang nằm ngủ nè. Bầy này 9 con, bầy bên kia 3 con. Heo tơ thì thường thì nó sinh ít hơn nha cô chú, nó ít hơn là những cái con heo mà nó đã sinh được 1 lứa 2 lứa rồi. Ở đây coi 2 con, để em đi qua bên kia coi, nó nằm ở trong cái vách này mình không có thấy hết được. Và bên đây 2, 4, 6, 7, 10 với bên đây một con nữa là 11 con. Cái bầy này là 11 con cô chú ha. Mà cái con heo mẹ thì nhìn thấy nó cũng không phải là quá to. Cái máng nè, cô chú mình để ý cái phần máng ha. Lúc trước thì cái máng nó thấp chỉ bằng một nửa như vậy thôi. Tới cái phần xi măng trắng á,
là cái máng cũ, và bây giờ đã đôn nó cao lên rồi. Khi mà lúc trước đó, khi mà xây cái máng thấp quá đó, thì cô chú mình nuôi heo mà heo sinh sản đó, thì cái những cái con heo con cái máng thấp đó, thì heo con nó sẽ chạy vào cái máng thức ăn, nó bước tới bước lui đó, cái phân rồi nước tiểu đó, nó sẽ dẫm đạp vào thức ăn thì nó sẽ dẫn đến là nhanh hư, rồi nó bị ô nhiễm nữa cô chú. Nên bây giờ là bên em là sẽ xây cái máng cho nó cao lên để mà heo con nó không có nhóm lên được, nó không có chồm lên được. Thì cái máng của chú mình nhìn thì bây giờ nó khá là sạch sẽ hơn ngày trước, và kể cả cái máng uống nước cũng vậy nữa, nó sạch hơn ngày trước rất là nhiều. Bên này là 11 con, bầy bên kia là 10 con. À, bầy bên đây, bên đây là 1 con, 2, 3, 5, 7, 9 con. À, cái bầy này là 9 con cô chú ha. Nhìn nó rất là cưng luôn. À, con này cái bụng nó quằn luôn rồi cô chú, cái bụng nó quằn lắm rồi. Con này chắc cũng mang bầu rồi nè, con này bụng nó xà xuống rồi đó. Bây giờ đây là cũng có một cái chỗ để nó chạy ra ngoài, và bên đây cũng có một con nó đang nằm. À, con này nó cũng sinh rồi mà có vẻ hình như là hơi ít. À, cái này là có 4 con thôi cô chú. Đây là heo tơ, đứa này nó sinh được 4 con. Hiện tại ở đây là có 9 con nó sinh sản rồi nha cô chú. 9 con thì nó sinh ra được 60 con heo con. Và hiện tại có đến 15 đến 20 con là nó đang mang bầu và sắp sinh rồi cô chú. Trong quá trình xây đó cô chú, quá trình mà mình thiết kế nè, mình chăn nuôi qua nhiều năm á, mình xây dựng lên thôi, thì nó có rất là nhiều cái mà cảm thấy là sau khi mà mình xây rồi, mình thiết kế rồi thì nó cảm thấy là nó không hợp lý. Và bắt đầu á, mình cứ sửa lại, cải tiến dần dần. Và cô chú mình biết rồi, xây trại heo, heo CP, heo này heo kia thì mình còn dễ cải tạo lại, dễ xây sửa lại. Còn mà với heo rừng thì khi mà cô chú mình muốn xây sửa lại thì cũng rất là khó. Tại vì nếu mà xi măng mình mới vừa xây chưa kịp khô thì nó lại nó phá lên thì rất là khó luôn. Và khi mà em chia sẻ lên những cái video thì có nhiều cô chú, có nhiều anh chị là xem, thì có những anh chị thì cũng cảm ơn là đã chia sẻ được những cái sai của cái khu trại của mình. Rồi có nhiều cô chú thì cũng góp ý để cho mình xây sửa lại, thì em cũng xin chân thành cảm ơn. Và tại vì khi mà em cảm nhận được là khi mà mình chia sẻ những cái mô hình của mình á, những cái cách làm của mình, có những cái sai, có những cái đúng, có những cái mình cảm thấy được, thì mình chia sẻ tất cả cho bà con luôn, để bà con xem vào đó, bà con có thể là rút kinh nghiệm ra cho mình, tránh được những cái sai mà cái trại của em đang mắc phải, để cô chú mình làm cái trại cho nó hoàn thiện hơn, hoàn chỉnh hơn. Mình xây một lần là mình có thể là mình có mô hình hoàn chỉnh rồi, chứ không phải như là bên em. Tại vì mình là nông dân mà đi lên, chứ mình cũng không phải là nhà thiết kế gì, nhưng mà mình xây lên thì chắc chắn là nó sẽ có sai sót rồi. Nhưng mà em dám đưa lên để cho bà con mình có thể là rút được kinh nghiệm. Và đến đây em xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sau.